Từ trong đám ma có hành tận liệm hành xong về nhà ông ngoại có con cua nè mọi người, con cua nó bò nè, con cua còn sống luôn đâu rồi nè, con cua kìa. Ủa con cua nó không dữ nè anh à. Anh đợi anh đợi con cua nó không dữ, hòn tay coi nè nào. Thử ơi con cua nó không dữ kìa anh đụng nó. Ủa anh giữ ghê chưa? Không giữ. Anh bỏ lại chỗ này nè. Bỏ lại chưa? Trời trời. Nó không giữ mọi người. Đúng rồi coi. Nó không giữ. Ở trong nhà hành về cái gặp con cô. Anh ghẹo nó trên nắm làm chi? Nè. Nó không giữ kìa. Đưa hai chàng ra đó. Ồ chưa thấy con cô nào không giữ vậy luôn. Biết quá con cô. Đẻ gì vậy? Biếu quá con cua. Ừ. Biếu quá con cua. Cô được hay cua cái? Cái. Phải không? Cái. Biếu quá hành cua nè mọi người. Từ trong nhà hành về là 10:46. Thấy con cua nha. Con cua bò vô trong nhà ngoại của heo nè. Vô cái cửa chỗ ngoại nè. Chắc biếu quá cháu rồi.